mời cả nhà cùng ăn bún riêu buổi tối với em nha. Hello cả nhà, em xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ làm món bún riêu. Em được một người bạn cho củ riêu tôm hùm đất, thì hôm nay em sẽ nấu món bún riêu. Thì nguyên liệu cũng rất là đơn giản. Em có tôm khô nè, có giò heo, có hít, có rau thơm, có cà chua, có tàu hũ và có giá. Thì chút xíu nữa em sẽ bào rau muống. Nguyên liệu cũng rất là đơn giản. Bây giờ em sẽ đi làm công đoạn đó là sơ chế cái móng heo này nha. Cái móng heo này mình sẽ đem đi, mình sẽ luộc sơ để nó ra những cái chất dơ, rồi sau đó mình mới đem đi mình hầm. Tôm khô này thì cả nhà cho nước vào, mình sẽ ngâm khoảng một chút xíu cho cái tôm mình nó mềm. Mình sẽ qua công đoạn mình sẽ luộc cái riêu này nha cả nhà. Thì nó có hướng dẫn đầy đủ ở trên cái bao bì nè, cả nhà cứ đọc theo cái hướng dẫn này, mình làm theo rất là đơn giản nha cả nhà. Mình bỏ khô vào đây, mình cắt cái này. Giờ mình làm khô xay vậy đó cả nhà. Đầu rây vào đây. Nó đã xong rồi đây cả nhà. Thì cả nhà cho vào đây một chút xíu muối. Bây giờ mình sẽ nấu để mình lấy cái riêu nha cả nhà. Khi nó nổi lên thì mình sẽ vớt ra. Mình mở cái lửa vừa thôi nha, kêu nó sôi lại, hạ lửa để cho cái riêu mình nó nổi hết lên. Sau thì mình rửa sạch sẽ, mình để ráo. Và chút xíu mình sẽ cắt cà chua với lại bào rau muống nha. Phần riêu nó bắt đầu nổi lên rồi đây cả nhà. Cái này lần đầu tiên em cũng mới làm, em cũng không biết nó có được nhiều riêu không á. Em đang để lửa nhỏ để cho cái phần riêu nó nổi lên hết rồi cả nhà. Đến này thì mình cho cái phần riêu vào trong chung với cái thành xịt xay này luôn nha cả nhà. Mình cho cái phần riêu hồi nãy đó, mình riêu này nè, mình cho cái phần riêu này vào chung với lại thịt xay nha cả nhà. Được nhiều riêu lắm nè cả nhà ơi, hấp dẫn quá nè. Nãy bây giờ cả nhà sẽ để ráo cái phần riêu này, rất là nhiều riêu luôn cả nhà ơi. Em vớt ra một đợt rồi đó, giờ còn dưới đáy nó còn á. Đây là cả nhà. Đây là cho em một muỗng canh hạt nêm, một muỗng hành phi. Bây giờ mình sẽ trộn cái hỗn hợp này đều lên. Riêu lúc nãy em đổ vào đây, lumi nó ra một tảng bự nè cả nhà, ngon quá trời luôn. Bây giờ em sẽ vớt ra để trong cái tô nha. Thêm vào trong đây cho em một chút xíu đường phèn, một xíu hạt nêm và một xíu bột ngọt, xíu muối. Đó, mình nêm trước và chút xíu mình sẽ nêm lại. Tôm khô lúc nãy cả nhà ngâm á, thì cả nhà cho vào nước để mình hầm chung với lại giò heo cho nó ra nước ngọt nha cả nhà. Thì em sẽ xào cái hạt màu điều này để ra cái màu, rồi chút xíu mình xào với cà chua để em đặt các khúc bữa ăn này đây. Màu điều của mình đã xong rồi, bây giờ mình sẽ cho cà chua vào mình xào sơ nhé. Cả nhà lau khô cho em rồi mình sẽ cắt khúc, mình sẽ đem đi chiên nha cả nhà. Hoặc là ngoài mình có mua được cái đầu hũ mà nó chiên sẵn thì nó tiện cho mình. Cho cái phần đầu hũ mình chiên. Mình chiên đều cả nhà. Bây giờ mình mở lửa vừa thôi. Thì nó dâng ra tay cả nhà. Bây giờ cả nhà cho cái phần mà bún riêu của em nó đầy ủ u luôn cả nhà. Thì em chỉ đợi đầu hũ em chiên xong em bỏ vào đây nữa là em hoàn thành cái nồi bún riêu rồi. Đầu hũ cả nhà chiên á đều bốn mặt cho nó giòn ngon cả nhà. Nên mình cứ xếp đi nè. Cái góc là nó chưa có chín thì cả nhà cứ đảo. Bây giờ mình sẽ đang hâm lại cái nước lèo nè cả nhà, là mình sẽ múc vào trong cái tô bún riêu của mình nè cả nhà. Bây giờ mình mới ăn tối. Em mời cả nhà cùng ăn bún riêu buổi tối với em nha. Màu sắc rất là đẹp luôn cả nhà, nhìn cũng rất là ngon cả nhà ha. Hello cả nhà, thì từ chiều giờ em nấu bún riêu nè, xin mời cả nhà ăn bún riêu chung với em nha. Bún riêu này là bún riêu tôm hùm đất đó cả nhà, chứ không phải là cua nha. Mình sẽ ăn thử, bỏ rau vào. Tiếp theo cũng có ok nha. Nó cũng lợi 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 á.
thì giờ lấy miếng mắm tôm. Bây giờ lấy mắm tôm. Mắm tôm mà vô cái nhà mắm tôm bắc nó còn mặn quá đó, cái nó chưa có pha đó, mình cho tiếp vào đây luôn, ăn cho nó mặn nó đã. Gì vậy? Riêu nha. Cua của mình đó, cua đồng của mình mới là ngon nhất đó nha. Ngày em ăn giả chín á. Ngon hay không? Heo mềm lắm. Làm thì lâu mà ăn thì mau cả nhà. Em làm em lọc cái cua này không mà em mệt luôn. Cái màu đẹp không cả nhà?
em thích ăn bún riêu nè. Hồi em ở Việt Nam, em về Việt Nam em ăn hoài. Cách 2-3 ngày em đi mua bún riêu ăn. Em đã ăn xong hết rồi. À, đã rất là no bụng rồi. Em cảm ơn cả nhà. Hẹn cả nhà vào những clip sau nhé.